Thương thầy vất vả sớm hôm, âm thầm lái đò đưa trò sang sông. Nghề nhà giáo vẫn luôn là ngành nghề được tôn quý trong xã hội, nhưng mấy ai hay vẫn có những hoàn cảnh trải dài những khổ đau, mặc cảm vì khiếm khuyết hàm mặt, tự ti vì lời chê bai xã hội, đau đớn vì bất công cuộc sống. Thầy giáo Vũ Đình Thục mang nỗi đau suốt 25 năm không thể khép miệng vì khuyết điểm hàm mớm bẩm sinh. Tuy từng đạt giải nhì môn hóa quốc gia, được tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp loại giỏi, nhưng Thục vẫn chưa tìm được việc làm. Anh nộp đơn xin việc ở đâu cũng bị từ chối vì hàm mớm quá nặng, khó lòng phát âm chuẩn trong các bài giảng. May mắn có người bạn gái luôn bên cạnh thấu hiểu, nhưng rồi... Tại vì hai hàm của em không khớp nhau, nên là em gần như là không thể cắn được không hàm luôn. Mình chỉ có thể nhai thì cũng được. Khi em nói, cảm giác cái giọng của em nó không được rõ ràng. Em nói chậm thì không sao, nhưng khi em nói nhanh, em cảm giác cái hàm của mình nó làm cho mình nói không chính xác được. Thế nên nó ảnh hưởng nhiều đến cái công việc khi em giảng bài. Khi em dẫn anh về nhà em thì bố mẹ em nói chung là rất là sốc. Mẹ em nói là mẹ em không đồng ý. Em cũng rất là thương mẹ em, nhưng mà em cũng không có cãi lời mẹ em. Nhưng mà tình yêu của em rất lớn, và em nghĩ là em cũng không bao giờ bỏ anh. Và em nghĩ là sau này chúng em, khi chúng em ra trường rồi, chúng em sẽ cố gắng để cho mẹ thấy là dù con không có ngoại hình, nhưng con sẽ có một cái tương lai tốt đẹp. Tương tự với Thục, Duy Phương sinh ra với khuyết điểm hàm mớm nặng nề. Anh gặp nhiều khó khăn trên con đường sự nghiệp. Đỉnh điểm có giai đoạn Duy Phương phải làm hai công việc cùng lúc, trông coi sách cho một thư viện nhỏ và hành nghề xe ôm để trang trải cuộc sống dù có bằng thạc sĩ trong tay. Có người họ nói là em là mặt lưỡi cày, thì họ nói như vậy thì em rất là buồn. Đến năm 12 là em cũng nhận thức là mình phải thay đổi, mà lúc đó là hoàn cảnh rất là khó khăn, mình không biết làm cách nào hết nên phải chịu đựng. Là cô giáo mầm non đầy nhiệt huyết, thế nhưng gương mặt hàm hồ nặng, già trước tuổi từng khiến Thanh Tâm luôn mất tự tin khi giao tiếp với học sinh. Trong thời gian đi dạy, Tâm nhận thấy khuyết điểm hàm hồ của chính mình là rào cản với các bạn nhỏ, không tạo được nhiều sự gần gũi cùng với các bé, đôi lúc lại khiến các bé cảm thấy sợ hãi. Năm lớp 2 là em cảm thấy là có cảm giác là bị hô. Mấy bạn em cũng nói, thì cũng có mấy bạn chọc là... Thì nếu là chọc là nạo dừa gì đó, cũng có cảm, có tự ti. Ngỡ rằng ở độ tuổi tứ tuần sẽ chẳng bị ai buông lời cay nghiệt vì khiếm khuyết ngoại hình. Nhưng chẳng ai ngờ cô giáo Thái Đào lại luôn phải lắng nghe những lời phán xét từ người khác. Thấy mà tự ti, tự ti về người mình. Mà có ai người quen, người bạn nói mình bị hô không? Thì chắc có lẽ là có. Nhiều lúc là họ giỡn, ôi mày xuất phạm người nhìn quá. Nhưng như một phép màu, phẫu thuật thẩm mỹ điều trị đã tạo nên kỳ tích cho cuộc đời những người thầy, người cô ấy. Bệnh viện JW và bác sĩ Tú Dung đã đồng hành và giúp đỡ hàng nghìn trường hợp khiếm khuyết hàm mặt hô mớm bẩm sinh có cơ hội thay sắc, đổi vận. Hiện tại, thầy giáo Vũ Đình Thục đã tìm được công việc mơ ước bấy lâu, trở thành giáo viên tại một trường chuyên tại Nam Định. Tình yêu của anh cùng bạn gái cũng đã đi đến bến bờ hạnh phúc. Và kết tinh cho tình yêu cổ tích ấy là một bé trai khôi ngô khấu khỉnh. Rất là vui mừng sau mình và gia đình. Mọi người đến thăm và ai cũng bất ngờ với lại diện mạo mới của mình. Có những người thậm chí đến còn không nhận ra mình nữa. Từng ngày một thì mình thấy anh ấy thay đổi, thì mỗi ngày thì thay đổi thêm một tí và càng ngày càng đẹp trai hơn, nên bây giờ mình cũng thấy hơi lo lắng một chút. Duy Phương hiện đang công tác tại một tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam. Gia đình ai cũng hạnh phúc thay cho diện mạo mới của anh, và anh cũng đã tìm thấy một nửa định mệnh của chính mình. Đó là khác liền mà bây giờ mới thấy ra vậy. Cái nét mặt con này ba nhìn á, thế mới nói là ba con này mới biết là mới nhận định vậy. Từ một cô giáo luôn tự ti vì gương mặt hàm hồ, Thanh Tâm đã bước ra khỏi vỏ bọc của mình, tự tin khoe dáng cùng gương mặt xinh đẹp trên các mạng xã hội, nhận được hàng trăm lời khen với nhan sắc tuyệt phẩm. Bất ngờ lắm, cảm thấy diện mạo của mình trở nên đẹp hơn, khác hơn rất nhiều, kiểu như là con gái mình thay đổi hoàn toàn luôn. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Cô giáo Thái Đào cũng đã tự tin hơn vì ngoại hình ngày càng xinh đẹp.
Chẳng ai ngờ rằng một phụ nữ ở độ tuổi 40 lại sở hữu nhan sắc tựa cô gái 20. Ai nói phẫu thuật thẩm mỹ là không cần thiết? Vì chính phẫu thuật thẩm mỹ điều trị đã giúp những người thầy, người cô chạm đến ước mơ cả đời mình, bước đến cánh cửa của miền hạnh phúc. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.